Nó biến cố nhất á là mẹ em á, giống như là bây giờ em nó ấy sao mày À, để em nói giùm cho. Mẹ em vừa bị tim mà vừa bị xuyển thì không thể trị được hết, coi như là chỉ có 2 giây thôi chị, đã vô bệnh viện rồi nhưng không kịp. Tới đến tới thời điểm này là mẹ em nằm thực vật được 4 năm. là mẹ Dạ bị đột quỵ ha. dạ mẹ đột quỵ, cũng là mẹ cũng là ba đó thôi, thúc hai chồng em cưới nhau. Tại vì tính tới thời điểm đó em mới có 23, 23 tuổi, học vừa mới xong, coi như là bước vào một trang mới rồi vô là lấy chồng liền luôn á. Nem ngư cả cơm tươi, nấu đậm đà, chấm thơm ngon. Hai bạn có phải là người Việt Nam không? Không phải. Bây giờ đoán nha, chắc chắn hai bạn phải có một người làm công việc về ngành tóc đúng không? Dạ chồng em. Đúng không? À, thấy em này đoán trúng không? Chúng sao? Mời hai em giới thiệu về mình. Dạ trước tiên là em chào chị Hồng Vân và anh Phước Thận và toàn thể quý vị đang xem chương trình ạ. Em tên là Giáp Hảo Phụng, em năm nay 26 tuổi. Em công việc em là gì? Dạ hiện tại là em đang kinh doanh buôn bán online. Dạ Giáp Hảo Phục. dạ Wow, ấn tượng quá cái tên. Ha, công nhận á, khuôn mặt thì giống Katy Đúng Perry thiệt má, rồi. đúng Em không? cảm ơn. Rồi mời em. Em chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận và tất cả quý vị khán giả ở đây. Em tên là Nguyễn Nhân Hùng, hôm nay em 34 tuổi. Hùng Phụng là hãy kể cho chương trình biết là hai em lần đầu tiên gặp nhau và yêu nhau như thế nào. Cho em kể trước nha. Em kể trước đi. Bữa đó là em chỉ đi học bình thường thôi, em đang lúc đó còn là sinh viên thì em là đi học, trong đó thì anh này ảnh làm giám sát thi công công trình thì ảnh có công việc đi ngang vô trường em á, thì lúc đó mới gặp em. Mà anh này ảnh gặp mình, nó đâu có xin số điện thoại đâu gì đâu, cái lên Zalo, mà đó Zalo có cái tìm kiếm chị, cái bắt đầu tìm kiếm thấy tên em, không dám nhắn tin kết bạn, có trò quen biết gì đâu chuyện kết bạn trời, thôi kệ cũng kết bạn nói chuyện, rủ đi chơi. Ngày đầu tiên đi chơi bỏ cho em đợi từ 7 giờ chiều quốc tới 9 giờ tối khuya luôn, mà giờ nó còn sinh viên sao 9 giờ đi chơi được. Mà lần đầu tiên đó em bấm chặn số luôn chị. Nhưng mà sao em đi trễ vô hôm em đi làm về em kêu thôi để nằm chút xíu rồi khỏe khỏe rồi sẽ ra điện thoại rủ đi chơi, nhưng mà hẹn rồi cái em nằm cái ngủ quên 9 giờ luôn. Nhưng mà em hẹn 3 lần mà em quên hoài à. Cái hôm đó cái tự nhiên em ngồi thôi không ngủ nữa, rồi mới hẹn vợ em Em không chịu luôn chị, em nó không gặp. Cái ảnh này nhắn tin, bây giờ có ra gặp không? Không ra anh xong vô nhà. Gặp 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 liền, gặp liền, để xíu để anh ra tại liền. ba Vậy giờ em mới em vô. khó cho nên em Ba kêu khó lắm mà dám kêu không ra anh xong vô nhà. Lúc đó em mới chịu gặp á. Nghĩa là lần thứ tư là gặp được. Giận lắm, chờ nghĩ sao mà hẹn gái người ta hẹn ba bốn lần bốn lượt Rồi phải gặp sau cái lần đi chơi đó là em có ấn tượng gì về ảnh không? cái lần đi chơi đó là lần đầu tiên luôn, từ trước tới giờ là em, tại vì anh cũng có nói là em hồi đó em để tóc dài mà em cũng dễ thương nữa nên em cũng có rất là nhiều bạn bạn khác giới cũng Theo có, đuổi. thì coi như anh này là người đầu tiên mà làm em có ấn tượng nhiều nhất. Cái bữa đi chơi đầu tiên đó thì hai hai đứa dạng chở nhau đi chơi vòng thôi, thì anh mới nói trời sáng giờ anh làm mà anh ăn được có cử à, đói quá rồi anh mua xôi, thì anh tấp vô anh mua xôi, thì mua xôi ăn bình thường ăn ngon lành vậy đó, cái tấp vô là quán nước rồi, cái em ngồi xuống mới nói đâu em ăn thử miếng coi ngon không, thấy anh ngon ngon lành, trời có xôi bị hư, có xôi bị hư mà ổng ăn gần hết cuối luôn rồi. Cái nó ủa sao tự nhiên ăn gì trời, hư rồi ăn gì, mua rồi tự nhiên bỏ, nói vậy á. Cái em nói ủa sao, sao kỳ vậy. Lúc đó em vẫn chưa có biết là hoàn cảnh gia đình gì hết trơn á, tại vì đi chiếc Vespa chị nhìn là nghĩ cũng khá giả giống ba dạng bình thường. Cái em mới nói ủa sao kỳ vậy, anh kể em nghe đi. Thì lúc đó anh mới tâm sự là ba chồng em hiện tại bây giờ với là mẹ chồng em, ba em là bán đá bào ở ngoài mấy cái trường học á chị, chạy xe bán đá bào. Mẹ chồng em bán bánh tráng trộn. Thì biết gia đình không có khá giả và cũng nhờ vậy em mới biết là ba chồng mẹ chồng em chưa bao giờ có một căn nhà ổn định hết, chỉ ở nhà mướn thôi. Và nghe anh tâm sự như vậy á chị, khi em cảm thấy thương nhiều lắm, dạng thật thà chân chất á chị. Vậy cái xe Vespa đó ở đâu? Tích Cái góp của quá chị. em hả? Cái đó là em mua lại của giám đốc em. Xong Ông rồi bán trả từ ông từ. cũng dạ thương rồi hoàn cảnh nên ông dạ bán đúng rồi giá rẻ đúng không? dạ Cái hôm đó là ngước vợ em á, vợ em kêu nhà vợ em ở trong hẻm rồi nè, kêu nhà em không, nhà em cũng ở mướn. Cái Là xong Phụng rồi cũng nói là dạ nhà ở đúng mướn. rồi, vợ Em em thì biết chưa rồi. nói là nhà vợ em khá giả hay Mà sao. nhà vợ giàu hả?
Nhưng mà em giấu, em không có cho bạn này biết. Em nói em ở nhà mướn. Em nói tại mẹ em có cái tiệm tạp hóa chị, khi em cứ nói là em ra ngoài em làm phụ, làm thuê thôi. Em ở thuê luôn, em là sinh viên nên đi học. Em sợ anh ngại á. Mà anh có vô không? Cũng vô đó bình thường rồi, em cũng ý là vô con đâu cho gặp mẹ em đâu. Chỉ là đi ngang qua xong rồi con chào bác thôi, chứ không hề nói là mẹ em luôn. Lâu lâu dần dần rồi em mới nói cho nghe. Còn em thì sao Phụng? Em có tới ăn đá bào với ăn bánh tráng trộn? Có. Nhưng mà trời ơi, lúc đó trông gai lắm, chưa có được đi gai? Ăn đâu. Mới gặp nhau thì không có hẹn gì nhà liền. Thì tự nhiên một tháng sau khi hai đứa quen nhau thân rồi á, tự nhiên ổng dọn ra ngoài ở chị. Ủa sao tự nhiên kỳ ở nhà ổng ở, đi ra chỗ chị hai ổng cũng hỏi em nói, ủa anh sao vậy? Cái ổng nói nó không có gì. Cái chẳng rảnh lướt Facebook á, thời đã có Facebook, cái em lướt cái thấy cái tấm hình hồi xưa, cái có tấm hình dắt chị nào đi chơi á. Cái em nói, ủa anh này ai vậy? Em gái, em họ anh, mà nhìn khác nhau lắm kìa, mà nhìn kiểu không phải. Tâm lý chị, mách bảo chị là em giận, em lơ luôn. Lâu lâu sau này mẹ em mới kể, mẹ chồng em á, mẹ chồng em là người thân thiết nhất với em luôn. Mẹ chồng em vừa bị suyễn mà vừa bị tim nữa. Cái bị bệnh, cái xỉu giữa đường luôn. Cái ổng lật đật, ổng gọi em, cái em cuốn gói em đi theo ổng luôn, là lên đó là gặp mẹ đang trong bệnh viện á. Gặp cái mẹ kể từ A tới Z cho. Mẹ nói là tại sao mà Hùng nó ra ngoài đường? Tại sao mà bỏ nhà ra đi đó phải? Dạ đúng rồi. Là tại vì bạn gái cũ, ý là chia tay bạn gái cũ, nhưng mà bạn gái cũ không có muốn chia tay, mới lên nhà chồng ở. Thì lên nhà ổng ở được tuần là ổng ra ngoài tuần đi luôn. Dạ ổng dọn đi một tuần luôn. Mẹ mới giải thích cho em nghe. Chứ lúc đó là em giận thật sự và em không muốn gặp luôn. Chỉ vì là mẹ bệnh như vậy nên phải lên thôi, phải gặp mẹ thôi. Thì lúc đó mẹ kể. Và sau lần đó thì sức khỏe của mẹ như thế nào? Xong rồi cái lần biến cố nhất là mẹ em giống như bây giờ em nó ấy sao? Để em nói giùm cho. Mẹ em vừa bị tim mà vừa bị suyễn thì không thể trị được hết. Coi như là chỉ có 2 giây thôi chị. Đã vô bệnh viện rồi nhưng không kịp. Tính tới thời điểm này là mẹ em nằm thịt vật được 4 năm. Dạ. Mẹ bị đột quỵ ha. Dạ mẹ đột quỵ. Cũng là mẹ cũng là ba đó thôi, thúc hai chồng em cưới nhau. Tại vì tính tới thời điểm đó em mới có 22, 23 tuổi, học vừa mới xong, coi như là bước qua một trang mới rồi vô là lấy chồng liền luôn á. Trong cái khoảng thời gian đó có rất là nhiều biến cố xảy ra. Để em cho chồng em bình tĩnh lại coi. Xong rồi mẹ em nằm đó, cái em kêu trời bây giờ kiểu như rối luôn chị. Trời vô phòng đặc biệt mà cứ nằm vậy mà em kêu thôi, lúc đó em lơ vợ em luôn. Mình em không cảnh muốn làm khổ dạ, vợ rồi em. Xong rồi em nói là thôi em kêu thôi, coi như là mình không có duyên đến nhau vậy chia tay đó. Lúc ấy chắc cũng khó khăn rối bời lắm đúng không? Dạ. Khó khăn lúc đó là tiền bạc cũng lum la. Em không muốn làm khổ phụ. Dạ. Dạ tính đến lúc đó là tiền viện phí lên tới 200 triệu. Là không còn đủ khả năng luôn. Em nói rồi, chồng em không có nhà để ở mà. Anh nghĩ trong lòng anh đó, anh bán hết xe cộ, bán hết đồ, nói chung đâu có nhà để bán đâu. Bán hết để mà chi trả cái tiền viện phí đó. Chị cho mẹ. Rồi lúc đó em sao? Mẹ em thương anh này lắm, thương nhiều lắm chị. Xong cái buổi trưa đó em đang nằm chơi vậy nè, hai mẹ con nằm thì tâm sự. Cái mẹ em mới nói, Bi, vậy giờ tính sao Bi? Em ở nhà em tên Bi. Dạ tính sao là sao mẹ? Thì con tính sao, chuyện của nhà bên anh Hùng tính sao? Trời có gì đâu. Thì có đâu ai tới đó. Hai tụi con thương nhau là được rồi. Không có gì xảy ra mẹ ơi. Mẹ em im. Mai mày hẹn Hùng ra đây ăn uống nha. Ý là giữ đi ăn thôi. Cái mai hẹn anh Hùng lên. Tự nhiên bây giờ bác cho con mượn tiền để lo cho mẹ con. Bác cho hai tụi bay tiền mua nhà, chuẩn bị cưới nhau đi. Trời ơi thương quá hả Hùng ơi. Trời ơi mẹ hay quá hay à. Lúc anh muốn hỏi em về cái cảm xúc của em lúc mà em nghe mẹ nói những điều đó. Thấy là em cũng không ngờ luôn, kiểu như là tin tưởng tuyệt đối. Cái kêu thôi con cứ làm đi, có thiếu gì bác hỗ trợ thêm. Khoảng thời gian đó là má em cứ cho hỗ trợ tài chính cho em để đi làm. Từ đó má vợ cứ thúc đẩy đến giờ. Trời ơi quá tuyệt vời. Chắc kiếp trước á em cũng làm con của mẹ rồi. Kiếp trước á con cũng thông qua chương trình này con cảm ơn mẹ rất rất là nhiều. Cho dù có kiếp sau con cũng mong con được là con của mẹ. Em thương cả ba, cả mẹ chồng em, cả ba, cả mẹ em nhiều lắm. Thương chồng nữa chứ đúng không? Thôi thì không thì phải sao? Để Hùng chứ Hùng nói chuyện với Hùng với mẹ vợ đi. Em gửi một vài lời đến mẹ vợ. Thông qua chương trình thì con cũng cảm ơn ba mẹ vợ và ba mẹ em rất là nhiều. Ba mẹ em thì cũng khổ đi. Cho nên
em rất là tình cảm với ba mẹ. Bây giờ mẹ nằm xuống rồi, có một có coi được chương trình ngày ngày này con gái thành công nên em rất là bây giờ có gì em rất là xúc động nói với mẹ. Em đã nói chương trình cảm ơn ba mẹ rất là nhiều để tạo điều kiện cho con em lại. Thật ra Hùng là người rất là thương mẹ. Mà như vậy thì là chắc chắn Hùng sẽ là một người đàn ông cực kỳ đáng tin cậy cho em với lại đứa con của em. Chắc chắn là như vậy. Rồi, nói chung là những cái chuyện buồn coi như là đã qua. Vậy xong đi nha. Chứ là nói nữa thì Hùng lại khóc nữa. Thì nói chung là để tiếp theo chương trình thì anh trước khi đến với cái phần hấp dẫn nhất của cái chương trình này đó thì anh cũng phải nói gửi một cái lời và nói cảm ơn đến mẹ vợ của Hùng là mẹ của em. Rồi mẹ vợ quá tuyệt vời. Rồi bây giờ đến cái phần hấp dẫn nhất nè. Em coi chương trình này nhiều chưa? Dạ rồi. Hấp dẫn nhất là phần nào? Dịch mặt. Đại hội dịch mặt đó. Bây giờ từ lúc coi như lấy Hùng về ở chung nhà với nhau rồi thì anh thật sự nãy giờ anh thấy Hùng rất là hiền. Vậy thì anh muốn hỏi em là ở với nhau thì anh ấy có tật xấu gì lòi đâu? Không có luôn anh. Không có luôn. Không có tật xấu. Nếu mà em nói vậy nó nói trời ơi mày xạo này kia. Không có luôn chị. Em sinh em bé được 6 tháng thì em bắt đầu làm công việc livestream. 9 giờ tối là em bắt đầu lên live. Mà cái khoảng thời gian nó phải ôm con, ngủ với con. 4 giờ sáng mới hết. Em like em nói gì được khiếp gì. Dạ. Em tại kể chuyện em bán cái gì. Dạ em bán quần áo thôi. Ủa nhưng mà chồng em là em hồi nãy em nói là chồng em thay em chăm sóc và lo từ A tới Z luôn. Cụ thể đó là gì nè? Sáng sớm dậy tắm rửa cho con là lúc em cùng 6 tháng trở lên á. Tắm rửa thay đồ cho con. Tắm xong cái cho ăn, lấy em dắt sữa ra xong rồi cho con bú. Thì em ngủ 6 giờ sáng bắt đầu em ngủ tới trưa rồi. Cái lấy sữa đó cho con bú. Bú xong cái em xuống em làm đơn. Tất cả công việc khác của em không dính em bé luôn. Tắm rửa thay đồ chăm luôn. Nói chung là không làm cái gì hết. Em làm hết. Nó như là vừa làm chồng vừa làm mẹ vừa làm vợ luôn. Đúng không? Vậy thì anh muốn hỏi là ảnh có lãng mạn không? Trời ơi, thôi thôi khỏi nói tới chuyện này thấy ghê lắm. Trời ơi. Sao vậy? Khủng khiếp lắm. Cái lúc cưới là hay tào lao rồi. Cái lúc cưới là cưới nhau nhà em. Cưới đi, cưới. Nè đeo vô cưới đi. Là thấy quê độ rồi. Sao hôn nhân là chị biết khủng khiếp tới cỡ nào trời ơi. Lễ lộc Tết, sinh nhật cái gì cũng vậy. Vậy chơi mặt ai gì? Ủa rồi bữa nay biết bữa nay ngày gì không? Ủa ngày gì vậy? Cái xong rồi thôi kêu ủa anh không mua quà cho em mà không có gì. Bữa nay có ngày này là sinh nhật em này kia. Ôi em muốn đi đâu anh chở đi. Tại vì em giữ hết tiền rồi. Đâu có tiền đâu. Rồi giờ nó hùng đó. Cô ấy có tật xấu gì không? Xấu thì có tật nhờ thôi. Hôm đó tự nhiên kêu cứ có cái vụ mà dành làm cái gì á. Ví dụ giặt đồ hay phơi đồ thôi. Để vợ ra phơi đồ cho vợ chồng anh con đi. Cho anh con cũng được tự nhiên ra. Chồng ơi, thấy giùm vợ cái móc. Chạy ra em kêu, đi vô lại hả chị ạ? Làm để làm hết chưa? Trời ơi, đi lên đi xuống đủ mệt. Trời ơi, đi lên cầu thang đi xuống. Kêu, vợ mới mất khỏi làm gì. Không nhờ. Nhảy đồ mệt nữa đúng không? Dạ. Làm gì nữa không? Với nấu đồ ăn em nấu không? Là không, đó giờ không biết bà có nấu đồ ăn không? Dạ, không nấu không, đồ ăn. Không có biết nấu đồ ăn gì. Nhưng mà có bao giờ cô ấy trổ tài nấu bếp và bắt em ăn không? Có nên nấu mà em sợ lắm. Mỗi lần kêu vô bếp nấu trời em thì ăn không có được cái phô mai. Chỉ đưa phô mai giống như chỉ mua 1 kg phô mai vậy là chỉ bỏ 1 kg luôn. Okay, thôi, mỗi lần làm vô kêu thôi để cho vợ vô bếp làm cho chồng ăn. Thôi đi ra canh con đi để chồng làm cho. Vợ em là một người buôn bán quần áo online đúng không? Dạ. Cho nên chắc chắn là mỗi người rất là ăn mặc sẽ rất đẹp ngoài. Đúng rồi, chăm chút lắm. Trời ơi, cái quần của em vừa mới ra chuẩn bị đi tắm. Chị ra chị tắm trước lấy quần của em sọt vô xong rồi áo của mẹ em sọt vô. Nó kêu trời ơi mặc đồ kỳ vậy. Nó kêu ủa sao mới để quần nó tiêu rồi. Cái xong rồi ra kêu vợ mặc ơi. Trời ơi trời. Bà ơi mai mốt qua nhà em kia mới mặc đồ ngon nha. Trời ơi nhìn nó muốn nhậu chứ trời vậy sao nhậu. Xong rồi qua anh kia em cũng đi mua đồ vợ em luôn. Thôi. Là coi như mua đồ luôn. Trời ơi tự nhiên chị em cất hết đồ mẹ vô, cất hết đồ ổng vô. Đi mua mấy cái đầm sexy á. Thế là bắt em mặc đồ đó. Thầy phải mặc đồ đó nó mới cực nhậu cực kỳ được. Sexy luôn vậy, cực kỳ siêu ren luôn vậy. Chứ kêu đẻ xong rồi cứ mặc đồ lè xè quá. Em kêu trời ơi, thôi đừng mặc mày nữa. Em lấy đồ của mẹ em đem trả má vợ em trả xuống dưới. Rồi, bây giờ cũng có muốn Hùng là thay đổi một cái điều gì không? Trời, chồng em á, không uống thuốc, không uống rượu, không có chơi. Cái gì hết. Em cũng biết thay đổi cái gì, nhưng mà thay đổi giùm em dù lãng mạn. Hùng có muốn Phụng thay đổi gì không?
Em á thì em muốn vợ em á đừng có ham làm quá thôi, cứ chăm chút cho bản thân một chút đi, chứ toàn không có chịu chăm chút mua đồ cho con với em không. Rồi bây giờ anh muốn hỏi Hùng nè, bây giờ Phụng á là mong muốn em có một sự lãng mạn. Dạ. Và nếu được thì dành cho cổ nhiều sự bất ngờ. Dạ. Em muốn làm điều cho vợ em bất ngờ lãng mạn luôn. Em cũng tự tay đi lựa cái nhẫn này. Wow. Để em cầu hôn vợ em. Chết cha. Lé tối mắt quá xỉu em luôn. Hãy em hãy làm những gì Phụng mong muốn nghe. Anh không thấy gì hết, chị Dân cũng vậy. Dạ, thay mặt đây chương trình hôm nay chồng muốn tặng vợ một cái món quà bất ngờ, nói chung là lãng mạn, để cho vợ biết chồng này là lãng mạn chứ bất ngờ nữa. Hôm nay chồng mới có dịp cầu hôn vợ trên tất cả mọi người biết hôm nay là chồng cầu hôn vợ. Có quỳ gì đi chứ con lẽ đó. Chị cầm hộp giùm em. Rồi em cầm nhẫn lúng túng đó. Rồi, kể từ hôm nay là làm vợ chồng suốt đời không có em không. Chết rồi. Thôi, không biết nói gì hơn là chỉ biết xúc động kìa. Và anh nghĩ rằng là nên có những phút giây như thế này trong đời sống hàng ngày. Cảm ơn hai đứa nghe. Em xin tự giới thiệu là em là Ngô Tuấn Anh, năm nay 25 tuổi. Hiện tại em đang là nhân viên bán hàng. Rồi, còn em? Dạ, em chào chị Hồng Vân. Em chào anh Quốc Thuận và cùng toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Lê Trần Nhã Thi. Em sinh năm 1993. Và hiện tại em đang làm nhân viên kế toán ở Biên Hòa. Ủa, em có em bé chưa? Dạ, em có một em bé 29 tháng rồi. Dạ. Hai em coi như là kể cho anh nghe đi. Lần đầu tiên các em gặp nhau như thế nào và ai là người chủ động theo đuổi người kia? Dạ, lần đầu tiên mà em gặp chồng em là ở một cái quán bub, quán như quán bar vậy anh. Pub. Nó là pub, nó là quán nhỏ hơn. Sao gặp ở đó? Em đi bar hả? Dạ, không phải đi bar đâu chị ạ. Có nghĩa là hồi đó là sinh viên á. Rồi em cũng có đi xin việc làm thêm. Thì lúc đó là ngày đầu tiên là training. Thì lúc mà vô thì là cũng có chồng em trong cái nhóm training đó. Nhưng mà lần đầu tiên thì thật sự em không biết anh này, không ấn tượng gì hết. Còn Tuấn Anh thì sao? Lúc đó là em đang đi làm chưa vui thôi, đi theo một người anh là xin vô vị trí là làm bất tham rồi làm thêm. Thì trong quá trình đi làm đó thì cũng vô làm chung rồi cũng làm thời gian chung với nhau luôn. Sau thời gian làm chung thì thấy cũng nhanh nhẹn, rồi cũng nhiều cái mình thấy cũng dễ thương, mình thấy ấn tượng là mình xin số điện thoại. Sau đó là bắt đầu mình mới nhắn tin, nhưng mà là em lại xin nhầm số của người ta, không phải là Thi mà là tên Thắm. Thì em mới nhắn tin là Thắm ơi, lúc đó em chưa biết tên Thi, em Thắm ơi, em giờ này em ngủ chưa? Cái xong nói em ngủ rồi, cho hỏi ai vậy? Cái em nói hiện tại là anh là làm chung á, anh thấy em dễ thương quá thì anh xin số điện thoại. Cái ngày mai lên em hỏi, em đi hỏi dò Thắm là ai? Trời ơi không phải, em nhìn là hóa ra là không phải là Thắm mà là tên Thi. Mà chết cha rồi anh ơi, em xin lộn số rồi, không phải đâu. Trời ơi. Nhưng mà cuối cùng rồi khi nào hai đứa mới có ấn tượng với nhau? Dạ, cái ấn tượng của em á là lần đầu tiên là được anh quản lý là cho hai đứa chụp chung một cái bàn khách. Thì trong cái cuộc chụp bàn đó là chồng em là anh Tuấn Anh đó là làm hết cái công việc luôn, rất là nhanh nhẹn phục vụ cho khách, là làm hết trong buổi chụp đó em chỉ đứng em chơi thôi. Chơi em lãnh tiền thôi đó. Dạ đúng rồi. Mà vậy mà cuối cùng là cái tiền tiếp bill á, bill bao nhiêu là anh cho em hết luôn. Mà vợ em cũng mắc cười lắm, cũng sòng phẳng. Ngày mai là coi như toàn đi mua cho em là một cái Pavarotti với lại một ly cà phê. Em nghĩ trời ơi, từ nhỏ lớn rồi con gái mua cái cho em là không có đâu thật. Em tính không có. Cái em thấy là rồi ghi điểm rồi đây, thấy rất thích từ đây, thấy con gái mà sao tính con trai quá. Một thời gian sau là vợ em mới rủ em đi nhậu. Em tính em thì cũng như con trai rồi đó, thích thì có thể là thích rồi mình nói mình thích mình tỏ tình gì đó. Thì nói chung là em cái người gọi là chủ động với ảnh. Khi cái hôm đó thì em mới nói là anh rảnh không, em đang buồn quá, đi về phòng em nhậu đi. Như là em rủ chơi vậy thôi. Thì ông này là ok, về liền. Thì sau ca trực là 2 giờ sáng. Thì đêm đó là từ xa là thấy là sách 5 lon bia và một ít mồi để đi về phòng em nhậu. Thì trong cái cục mà nói chuyện thì hai đứa thì cũng nói chuyện lành mạnh thôi, cũng nhậu được 5 lon rồi, cũng nói chuyện kể về gia đình của nhau á chị. Xong rồi ông muốn có 2 lon ông xỉn mất tiêu. Em chưa xỉn mà ông đã xỉn mất tiêu rồi, không khai thác được gì thêm. Dạ đúng rồi, thì nói chung là tại vì em cũng có thích ổng thì như là em bật đèn xanh với ổng luôn á, tại vì thấy ổng không nói gì với em hết trơn á. Em kêu mà ông này trong cái quán này là ổng đẹp trai nhất nữa mà tính em thì mê trai đẹp khổ vậy chứ chị.
cái là em sợ là mình không nói lỡ người khác thích ổng rồi này nọ mất đó, rồi sao đúng rồi mất rồi sao rồi em quyết định là em gũi về phòng luôn, luôn. Các em là làm thường xuyên trong có như là khi mà yêu nhau rồi đó thì còn làm ở trong pub nữa không? Dạ khi mà tụi còn em làm chung với nhau đó dạ tụi em quen nhau thì anh này kia em nghỉ dạ anh kêu là môi trường này phức tạp quá thôi em nghỉ mà lúc đó nhưng mà em... anh vẫn tiếp tục làm. Dạ đúng rồi. Vậy thì ảnh làm trong cái môi trường đó, ảnh không cho em làm, vậy thì em có ghen không? Em không ghen nhưng mà hai tuần sau kênh nghỉ luôn với em. Ôi dạ. Chắc đâu có ghen đâu ha. Mà trong quá trình hai đứa yêu nhau thì có bao giờ mà em ghen bạn này chưa? Em nhiều lắm chị. Ghen, mà... ghen cái gì? Em ghen với những người bạn của ảnh, những mối quan hệ của ảnh. Có nghĩa là chồng em là một người rất là vô tư, vô tâm. Tính của em á, thì khi là quen một người thì giống như là mình đi chơi một bữa tiệc á chị, là chụp hình thì bản thân em nè là không bao giờ đứng chụp hình gần những cái bạn nam. Nói chung là em không thích. Em kêu là theo một nhóm chụp vậy đó, nhưng mà mình sẽ xen cho những người bạn nữ chứ không thích chụp gần những bạn nam. Còn chồng em thì khác, đi đám cưới hay đi bất cứ những cái buổi tiệc nào là cứ cái shot hình là có gái là đứng vô, đứng giữa luôn. Dạ đúng rồi, khoác vai ôm em làm sẽ lén luôn. Là chồng em á. Dạ. Có nào cãi vã lén chia tay luôn không? Chỉ vì cái chuyện đó. Chia tay rất là nhiều lần luôn á anh chị. Dạ, có người nào ghen mà ghen với con gái, có người nào mà em xả lén coi như là cặp cổ con trai rồi cũng ghen với con trai luôn không? Thôi cái này khỏi nói luôn anh. Trời ơi, con trai cũng ghen mà con gái cũng ghen, em không hiểu cái ghen cái kiểu gì luôn á. Ghen với con trai là kỳ lắm á. Đó, và em muốn hỏi là vợ ơi, sao lại ghen anh như vậy kia. Vợ, tại vợ em là có cái tính sở hữu khá cao. Tại vì khi là của vợ em á, bất cứ một thứ gì của vợ em là vợ em không muốn chia sẻ bất cứ cho ai. Còn tính em thì nói thẳng ra thì cũng hòa đồng với vô tư nhiều thứ đó. Nên là đi ra ngoài cuộc sống em tiếp xúc với nhiều môi trường khác nhau. Nên là vợ em thì không có hiểu được vấn đề đó thì mình đâm ra hiểu lầm thôi. Chứ thực tế không có vấn đề quá to tát. Em kể thử lần vợ em ghen với con trai nghe chơi thôi. Cái này thì em nhân tiện xin kể là em có một người bạn thân thì cũng chơi từ hồi học lớp 6 đến giờ, hồi học lớp 2 á. Thì đến khi cấp 3, đám cưới của em thì bạn em đi một đội thì cũng về tham dự gì đó. Thì tại thực tế bạn em cũng không về được. Nhưng mà vì đám cưới bạn thân nên xôi xin phép về thì em cũng bất ngờ, cũng cảm động. Thì đến khi mà chia tay rồi á, khi bạn em về đơn vị á, thì hai bạn bè với nhau thì chỉ là ôm nhau thôi. Thì mang tính chất là bằng hữu thôi chứ không có. Nhưng mà vợ em lại suy nghĩ điều khác. Trời ơi, đàn ông đàn ái gì đâu mà. Trời ơi, ôm nhau thiên hạ, người ta có gì sao anh. Thì nói sao đâu, trời em thấy quá à. Nên vợ em nói em không thích điều vậy đâu. Rồi bắt đầu từ đó đi là em cũng hạn chế tất cả các mối quan hệ ngoài xã hội, từ con gái đến con trai bớt lại để vợ em bạn ghen hết luôn. Cái cách ôm với lại là cái kiểu ôm á là nó khác nhau. Vì mình ôm bình thường kể cả trai gái mà một cái ôm đúng nghĩa đó thì không ai ghen hết trơn á. Mà nó có những cái tình bạn rất là ngộ, mỗi người họ có một cái cách sống và một cái cảm xúc với cuộc đời với lại những người xung quanh khác nhau. Dạ đúng rồi, em hiểu không? Thành ra mình không thể gọi là mình không thể bắt chồng định hướng theo cái cách của mình được. Đó, tụi em phải nhớ rằng làm gì làm tụi em là hai cá thể khác nhau. Cho nên chị biết chắc chắn là hai đứa em lấy nhau rồi cãi lộn rất nhiều đúng không? Bởi vì hai cái cá tính này nó chưa thể nào mà nó mix vô được. Bây giờ lấy nhau rồi nè, cái chuyện mà gọi là vỡ mộng sau hôn nhân là cái gì nè? Cái tật xấu của anh là gì? Đó. Tật xấu của anh là dạ là lề mề, chậm chẹp lắm. Giống như là ví dụ em kêu là anh ơi, anh rửa chén giúp em đi. Ừ, để chút xíu anh rửa cho. Mà cái chút xíu của anh á thì thời gian đó thay vì mình rửa xong cái chén thì mình có thể mình coi tivi, mình chơi game. Không, chơi game nằm nghỉ ngơi đã rồi đó, rồi mới rửa chén, mà có khi là không rửa luôn. Nằm chơi mệt quá ngủ không rửa luôn. Lề mề. Dạ rồi. Đúng rồi, mà em thì muốn làm liền, còn ổng là cứ đợi chút vậy. Có hay đi nhậu mà về trễ không? Dạ, có một cái lần về trễ nhất luôn là gần 12 giờ đêm. Có nghĩa là hôm đó là anh nhắn tin cho em là em ơi, hôm nay anh nhậu 8 giờ anh về nha. Mà tới 8 giờ em thấy anh về, nhưng mà em cũng không nhắn tin, không gọi điện. Em đợi coi anh về đúng giờ hay là không. Không, 9 giờ vẫn chưa về, 10 giờ vẫn chưa về. Lúc đó là trong người em nói điên rồi. Tới 11 giờ, 12 giờ nó lết xét về gọi cửa. Em đâu có mở cửa đâu. Mà anh gọi hoài đứng ngoài nửa tiếng, đứng ở ngoài trước cửa nhà em nửa tiếng luôn. Thế khi mà em mở cửa ra làm gì? Thường manh động lắm anh ơi, vợ em manh động lắm. Em xin chia sẻ là ngày xưa vợ em cũng có gọi là cũng tay đen taekwondo. Đó là thôi. À, tay đen taekwondo. Nhưng à? Mà em chưa bao giờ em vứt nó mày hết. Vậy hả? Bây giờ tật xấu của vợ luôn đi, sẵn đang ngon đó. Miệng, đang ngon miệng kể tật luôn. Tật xấu của ấy là gì?
Trời ơi, vợ em thì giống như thay vì ngày xưa mà thay làm kế toán thì qua bên kể lương là em vẫn thích hơn. Tại vì ngày nào không ca hết á. Ca cái chuyện coi như em thấy nó cũng cũng như kiểu trên sao thì em cũng thôi. Ê, nhiều khi em không muốn về sớm luôn. Nói chết cha rồi, kiểu này về cũng gì bị nói nữa. Không nói chuyện nhỏ thì nói chuyện to. Thôi thì cứ giờ đó về đi. Là coi như có những lúc mà bà buồn coi như là bà cái gì không vui trong lòng là coi như là bà xả ra. Nói anh ngồi đó đi, anh đừng có ngủ. Và cuối cùng hồi em ngủ mất tiêu. Càm ràm đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi, bây giờ còn nghe. Đến tận bây giờ các chị em trong công ty em kêu cứ suốt ngày cứ đứng sát sát em kêu chụp hình lén em không à. Hỏi chụp hình lén em làm gì, kêu tao sẽ gửi cho vợ mày nếu mày không nghe lời tao. Cái hù đó phải không? Dạ hù em, là cuối cùng là cái việc gì nhờ em cũng phải làm. Nhưng mà em chị em có nói cho vợ em nghe không? Sau đó em kêu tình hình là anh đi là giống như ngôi sao vậy em. Chắc hay là anh chuyển công ty đi chứ giờ nhiều người thích anh quá em ơi. Cái phần em nói ai thích nói nghe coi để em giải quyết liền. Cái này sao nói không có đâu, người ta giỡn thôi à. Rồi bây giờ thì em mong muốn vợ thay đổi điều gì? Hiện tại thì vợ em cũng khá là hoàn hảo, cũng chu toàn nhiều thứ, thì chỉ có mỗi nóng tính quá nên là nhiều cái bất phát ngôn rồi từ hành động rồi, nhiều cái nó vượt quá giới hạn nên là em cũng hy vọng là thay đổi tính nóng tính đó. Còn em muốn chồng thay đổi điều gì? Dạ em thì một năm sau khi cưới á thì là anh có những cái tính mà em không thích, nhưng mà bây giờ là sau 2 năm thì cảm thấy anh rất là ổn rồi chị. Em chỉ mong muốn là anh bớt chậm lại, nghĩa là làm gì cũng phải làm nhanh nhanh một chút. Bây giờ chị nói nè, riêng cái cặp của em nha, phải giảm bớt cái cầu toàn lại. Thực sự mình không thể nào đòi hỏi cái người đồng hành với mình, cái người chồng của mình là mình được. Mình là mình, chồng mình là chồng mình. Vấn đề của tụi em ở đây á, là phải biết dung hòa những cái cá tính nó thuộc về bản chất ngoài ý muốn của chồng mình á, mình phải hiểu được cái điều đó để mình giữ chồng mình, chấp nhận và tôn trọng những gì chồng mình đã có, đang có và sắp có. Em hiểu chị không? Nó giống như cái bình á, mình có quyền xê dịch, mình có quyền để theo ý mình, nhưng mình phải biết cách. Tại vì mình để meo chút xíu là nó đổ, nó bể. Hiểu chưa? Xin cảm ơn hai em. Dạ, em cảm ơn chị. Chúc hai em sẽ hạnh phúc như thế này. Rồi, chào em. Trước tiên là xin chào hai anh chị MC rất là tuyệt vời của chương trình Vợ Chồng Son, và xin kính chào toàn thể quý vị khán giả đang xem chương trình. Em tên là Trường Giang, là một hướng dẫn viên du lịch, và trong cái từ cái giai đoạn mùa dịch vừa qua thì do cái ngành nghề của em nó hơi bị khó khăn một chút xíu, cho nên là em cũng có chuyển hướng sang kinh doanh online. Hiện tại thì là em với bà xã là chỉ ở nhà để tập trung cho công việc này thôi. Rồi em năm nay nhiêu tuổi rồi cưng? Dạ em năm nay là 31 tuổi ạ. 31 tuổi. Quá trẻ cho em. Tụi em đứa sông đứa nước. Dạ, với lại em tên Trường Giang, em tên Thanh Thủy, người ta cứ hay nói là cặp vợ chồng ở sông nước. Sông nước đó. Dạ, cũng khá là hợp với nhau. Tụi em cũng bằng tuổi với nhau luôn. Lý lịch thì cũng xem giống nhau bởi vì em cũng làm hướng dẫn viên du lịch. Ồ. Ngày trước hai đứa cùng công ty không? Dạ cũng cùng Sài Gòn Tourist ạ. Rồi thôi như vậy là biết chắc luôn rồi. Rồi là em khỏi đoán luôn, em khỏi đoán. Không cần nói em cũng biết là tình cảm phát sinh từ đồng nghiệp. Đúng rồi. Dạ, ý của anh Thuận này rất là hay. Nhưng mà chưa đúng đúng không? Dạ, chưa đúng. Theo qua chị ơi, cái câu chuyện tình cảm của tụi em thì thật ra là nó rất là ngắn gọn thôi. Chương 1. Chà, chương 1. Vậy là chắc tới chương 10 luôn quá. Dạ, chương mọi chuyện bắt đầu từ năm hai đứa tụi em học lớp 1. Cái thời đó mấy con nít với nhau mà em thì nói tiếng Quảng Ngãi, đi vô trong này là tụi nó không có thèm chơi, không có đứa nào thèm chơi hết trơn á. Là mình cứ vô, mình đang ở ngoài quê có rất nhiều bạn bè xóm làng cũng rất là vui. Đi vô trong đây thì ba mẹ chuyển vô một cái nhà mà ở khu đó lúc đó nó cũng còn vắng lắm, cỏ thì cao lúc đầu mà mọi thứ nó rất là xa lạ, rồi đi tới lớp cũng ngồi có một góc à. Không ai không ai hiểu. Dạ nó cũng khó. Hồi đó đi vào lớp thì mấy bạn cứ thấy cái thứ nhất là em nói tiếng rất là khó nghe, tụi nó không nghe được. Cái thứ hai là hồi nhỏ ba mẹ cứ hay cắt tóc tém, nhìn y chang trai luôn đó. Dạ mà mặc váy nên là tụi nó cứ kêu là con trai giả gái. Xong trời ơi đi học về có cái thằng cu đó nó cũng ở trong xóm, nó cứ đi đằng sau nó cầm cục đá nó cứ chọi em hoài. Nó cứ kêu đồ bê đê giả gái. Trời ơi vậy đó. Bởi vậy nên là hồi đó cũng rất là buồn. Nhưng mà có cái anh chàng này là ảnh chịu chơi với mình thôi, ngồi ở trên bàn phía trên ngay đằng trước mặt mình luôn. Là lớp 1. Dạ lớp 1.
Rồi hồi đó câu chuyện bắt đầu từ câu chuyện sợi dây su. Là bởi vì hồi đó là em không có chơi được với ai hết, nên là có mấy cái cọng thun á, mình cứ ngồi mình chơi trên bàn thôi, cái tự nhiên nó rớt xuống, nó rớt xuống dưới đất mà gần cái chỗ cái chân của chàng ta. Thì em mới kêu là lượm giùm cái sợi dây su. Chàng này cứ quay lại nhìn sau, bởi vì trong này tiếng miền Nam gọi là sợi dây thun, không hiểu là cái gì hết. Nhưng mà xong rồi thấy em cứ rất là muốn lấy cái sợi dây đó, nên là chàng ta mới hiểu ra, xong rồi chàng ta mới đưa cho em. Thế là cũng bắt đầu nói chuyện, cũng bắt đầu chơi với nhau. Mà chàng này thì cũng là hồi đó cũng học giỏi nhất trong lớp, rồi cũng được rất là nhiều bạn mến. Mà mình chơi được với bạn đó nên trời ơi, đi về là khoe với mẹ. Dạ, ngồi kể với mẹ, mẹ đang ngồi rửa chén thôi mà buổi tối đi ra phải ngồi với nói với mẹ là trời ơi mẹ, trên lớp con có một cái bạn trai dễ thương lắm, đẹp trai, mắt tròn xe. Vậy thì hơi mất thành công chút xíu, nhưng mà hồi nhỏ thì xinh thiệt. Dạ, hồi nhỏ thì nhiều bạn nữ trong lớp, mấy con nít này cũng thích vậy đó. Dạ đúng luôn. Dạ 7 tuổi. Trường đi gọi là 21, 20, 24 năm. 20, 25 nhé. Dạ đúng rồi, 25 năm nè. Dạ bởi vì ấn tượng nó sâu sắc quá, không có ai chơi với mình. Cũng tự nhiên em nhớ. Dạ. Cái lần mà dạ khi mà bạn bước vô thì học sinh ở cái chỗ vùng quê của em á, ăn mặc không có cái kiểu cái phong cách đi học ăn mặc như thế, tức là bạn bước vô thì em vẫn còn nhớ là cái hình ảnh đầu tiên luôn nha. Không biết hồi đó mê gái hay sao không biết, nhưng mà nhớ rồi, ấn tượng là bạn cột hai cái chùm tóc hai bên như nè, nhưng mà các bạn khác cột hai cái dừa hai bên hơi cong cong ra phía này, thì các bạn ở trong lớp không ai như vậy cả, và mặc đồ rồi mang đôi vớ kéo lên hơi giữa cái ống chân như thế, thì các bạn cũng không ai mặc như vậy, chỉ có cái cô bạn này thôi. Thì có thể là cái phong cách đó là học sinh ngoài Quảng Ngãi mặc nhiều cũng đúng không? Cũng không biết luôn. Nhưng mà lên đó là dạ lạ, và mình thấy rất là dễ thương, mình mến. Thì thật sự là em vẫn còn nhớ là hồi đó còn bé tí như vậy thôi, nhưng mà không biết lớp 2, lớp 3 hay là lớp nào đó, nhưng mà nhớ là tiểu học thôi, là mẹ dẫn đi chùa vô còn cầu ông Phật cho con cưới được Thủy làm vợ nữa. Ồ, ghê chưa, ghê chưa. Dạ đúng rồi. Đúng rồi. Chính xác. Rồi, đó là chương 1. Dạ. Chúng ta tạm gác lại những cái chương 24 đến 27 đến 80 10 đi. Dạ. Thì chúng ta bắt đầu đến chương trưởng thành. Đó, cái chương trưởng thành cái yêu á. Đó, dạ. Là khi nào mới là các bạn học chung với nhau đến đại học luôn hay sao? Dạ chỉ học chung cấp 1 thôi. Cấp 1 thôi. Cấp 2 là khác lớp, cấp 3 là khác trường luôn. Đến khi các bạn lớn và các bạn đã trưởng thành rồi thì cái cột mốc nào á là các bạn gặp lại nhau và cảm mến nhau. Đừng đúng lại với nhau vậy. Nảy sinh cái tình yêu trai gái. Dạ. Em xem một chữ đừng túm. Đừng túm bằng biểu hiện bằng đừng túm. Đến lúc nào đi học mà đừng túm đó. Phát sinh ra cái tình yêu. Dạ. Thật ra tụi em thì không có hai chữ gặp lại. Vì vẫn chơi thân với nhau. Suốt luôn. Suốt luôn. Từ nhỏ cho tới lớn vẫn coi là người bạn thân nhất. Dạ. Nhưng mà trong cái này các bạn yêu nhau. Vẫn dành cho nhau một tình cảm nhưng mà không gọi là yêu được. Vẫn là tình bạn. Dạ vẫn là tình bạn rất đặc biệt. Trên tình bạn dưới tình yêu. Okay. Rồi đến sau khi đó, sau khi trung học là các bạn khi mà đi đại học các bạn có thích nhau không? Dạ không, tụi em quen dạ ai cũng có bạn trai bạn gái riêng hết trơn á. Dạ. Nhưng mà dẫn nhau đi chơi chung. Rồi đến khi nào đầu bây giờ nói cái cột mốc đó. Cột mốc. Dạ thôi để em kể luôn chứ để không lại mang tiếng nhấp nhấp nữa. Dạ. Năm cuối năm 2017 thì cả em và Thủy là đều có một cái mối tình nó không đi đến được tới đích đó, thì hai đứa đang chia tay.
thì Thủy trong giai đoạn đó cũng khá là buồn. Còn em thì không phải là quá buồn, bởi vì cái mối tình vừa qua thật sự là nó cũng ngắn thôi nên chưa có gì. Thì cuối năm 2017 thì có một đứa bạn thân cũng trong cái nhóm thân nhất của tụi em ở dưới quê á, thì có nói là thôi rủ nhau đi chơi đi. Thì tụi em mới đi một cái chuyến đi Tây Nguyên, bao gồm là Đà Lạt và các tỉnh Tây Nguyên. Đi phượt. Tuy nhiên là do hai bạn kia là bác sĩ, nó lại cấn cái ngày trực đi, cho nên là cuối cùng nó chỉ đi được cái nửa sau của chuyến đi thôi. Còn cái nửa đầu á, ba ngày đầu tiên thì hai đứa đành đi riêng. Thì em mới chạy qua em rước bạn này đi. Thì trong cái chuyến đi đó em tìm được ra cái câu trả lời cho mình. Tức là trước giờ hai đứa đã thích nhau, đã thương nhau, đã quá hiểu nhau rồi, nhưng mà cái rào cản để mà mình không tới được tình yêu là gì? Đó là cái quan niệm là bạn thân yêu sao được, bạn thân không được, không thể yêu nhau được đâu. Và qua những cái mối tình mà em đã trải qua, cũng như Thủy đã trải qua, thì tụi em thiếu một cái gì đó để mà mình tự thuyết phục được mình rằng phải vượt qua được cái định kiến kia. Thì qua cái chuyến đi đó thì em mới cảm nhận được là hai đứa khi mà đi với nhau có những cái cảm xúc thật sự, có những cái hiểu ý nhau thật sự, hay gọi là hai chữ đồng điệu thì nó cũng không có quá. Và em biết rằng là sau cái chuyến đi đó về là em xác định được là đây là cái cô gái dành cho mình. Và cái niềm tin nó rất mãnh liệt, niềm tin nó rất mãnh liệt. Sau chuyến đi đó về là em đánh phủ đầu luôn, không có cái bước suy nghĩ gì đó, em đánh phủ đầu luôn, tới tấp luôn. Dạ, tới tấp luôn. Anh giờ kể là quánh kiểu gì đánh phủ đầu. Hồi đó là em vẫn còn đang đi làm văn phòng, nhưng mà đi làm về rồi đi chơi hết một chuyến rồi, thì đi về cứ sáng ra là mình còn chưa kịp ngủ dậy nữa là đã thấy điện thoại reo kêu là mình đang ở dưới nha, mua đồ ăn sáng tới rồi nè. Cái là hồi đó em ở một trọ một mình á, cũng hay lười ăn sáng, cũng hay bỏ bữa này nọ, ngủ nướng thêm miếng nào hay miếng đó, mà cứ sáng nào đúng đâu 6 giờ là có mặt rồi. Mà lúc đó là em thì ở quận 2, ông xã em thì ở Tân Phú. Tân Phú. Tân Phú đi xa ơi là xa vậy, mà sáng nào cũng lên đúng y bon giờ. Bây giờ 5 giờ là em phải đi rồi đó. Dạ. 5 rưỡi là phải dậy rồi. Đi đến 5 giờ đi. 5 giờ lên lên xe. Là đi mua đồ ăn, đi mua đồ ăn nữa. Rồi mua đồ ăn rồi phóng đến làm tiếng đồng hồ đó. Đâu phải là mua một món đâu, mua nhiều món thì phải suy nghĩ trong đầu. Đi xa lắm, xong rồi đi tới rồi đưa đồ ăn sáng xong rồi còn đòi chở đi làm. Cái em nói là em tự đi được mà, trước giờ cũng tự đi thôi, không mà cứ nhất quyết như vậy. Thế rồi cứ chở đi xong rồi phải chở về, cái tới chiều là phải chở về. Mà cứ chở đi chở về vậy, tự nhiên đồng nghiệp mọi người bắt đầu ê nay Thủy có bồ rồi. Tự nhiên mình không có cái đường nào giải thích luôn á, mà ông cứ chặn đường hết tất cả mọi ngõ ngách để mình có cơ hội nào để mà có hẹn hò hay gặp gỡ với ai luôn. Coi như là cái thời gian đó là diễn ra trong bao lâu? Trong mấy tháng nhỉ? Chắc 2-3 tháng. 2 tháng là dính luôn. Tại vì đi chơi cái đợt đó là Tết Tây về. Thì đánh phủ đầu liên tục tới cái ngày mà cô này đồng ý làm người yêu của em là ngày 8 tháng 3. Dạ. Mấy tháng là đại tháng luôn. Dạ đúng rồi. Vậy là cách đây mấy năm rồi. Dạ, cái cột mốc yêu nhau đó là cuối năm 2017 điều đầu 2018. Dạ, đầu 2018. Ủa đây là bé thứ hai à? Dạ bé đầu. Bé đầu. Dạ. Dạ. Rồi, nhưng mà trước đó thì là sau khi mà em chia tay cái mối tình đó, dạ, và em gặp lại ông này thì em có cảm thấy là em còn cái niềm tin gì ở tình yêu? Thì thực ra là cái về cái rào cản bản thân nó cũng là một yếu tố, nhưng còn một cái yếu tố thứ hai thì đúng như anh nói là cái đang sợ tình yêu, đang sợ phải quen với một người nữa, bởi vì cái cuộc tình trước đó của em thì không được đẹp lắm, và cũng bị người thứ ba, nên là nói chung là cũng không có vui, cũng chưa bao giờ kể trước mọi người bao giờ. Nhưng mà mình cảm thấy là mình rất là ngại để mà mình tới một cuộc tình nữa. Nên là cái thứ nhất là sợ bản thân, cái thứ hai là sợ mình lỡ yêu một người nữa, nhưng mà lỡ mà nó chỉ là cảm nắng sau một chuyến đi như vậy, bạn đang bị gọi tình cảm nó bị dâng trào đột biến thôi chứ không phải là tình cảm thật, thì lúc đó lỡ có chuyện gì là mình mất luôn một người bạn tri kỷ, và bên lúc đó là cũng phải 20-21 năm rồi đó, nên là rất là đắn đo. Nhưng mà sau đó thì bạn nói là nhất quyết là sẽ chứng minh cho em thấy là tình cảm của bạn là thật và chân thành, và nó không phải là một cái gì đó phút chốc, mà nó là một cả một quá trình trước giờ rồi, chỉ là dạ. Dạ đúng rồi. Dạ. Dạ. Đúng rồi. Lúc 21 năm đó. Dạ đúng rồi. Tính tới lúc yêu nhau là làm bạn 21 năm. Đó. Dạ. Nhưng mà chắc có lẽ là vì cái sự chân thành của anh này. Dạ. Nhận được ở với người bạn này. Ok. Có mất chấp nhận. Bây giờ chắc là phải sắp lại với nhau cái đó. Dạ. Bởi vì chứ còn bạn bè thầy cô là ai cũng ghét cặp hết trơn á. Ai cũng nghĩ là công ty sẽ rất là mừng cho cái việc là hai bạn quen nhau.
mọi người thật ra là bạn bè cũng rất là bất ngờ, bởi vì tụi em chơi thân quá, xong rồi tụi nó ghép cặp thì mình nói chơi thân thì không thể nào mà quen nhau được. Đến khi tự nhiên cái tụi mình quen nhau. Nhưng mà là yêu nhau là khoảng bao nhiêu tháng? À, chắc khoảng 8 tháng. Dạ 8 tháng. 8 tháng là xong rồi làm đám cưới luôn. Dạ. Dạ, 8 tháng là tới đám hỏi, rồi 2 tháng sau đám hỏi là cưới. Cưới luôn. Dạ, coi như 10 tháng đi, dạ 10 tháng là cưới. Em về làm quen nhau. Mà mẹ chồng sắp đặt chứ cũng chưa muốn cưới, do ham chơi đó. Sắp đặt gì? Dạ mẹ chồng. Mẹ thúc đẩy thôi, thúc đẩy sắp đặt. Dạ hai bên thì muốn lắm rồi, bởi vì hai đứa quen nhau cũng còn gì đâu tìm hiểu. Kiểu như quen nhau quá rồi, xong rồi hai gia đình cũng biết nhau bởi vì ở gần nhà nhau nữa. Đi nếu mà đường chim bay chắc 500 mét đi bộ được. Nhưng mà bây giờ bạn bè với nhau, làm bạn với nhau thì nói với nhau thì cái gì có thể là đồng cảm với nhau. Dạ. Nhưng mà khi mà đã yêu nhau rồi, mà trường mà lấy nhau về rồi thì nó phát sinh rất là nhiều chuyện về tính cách, về sở thích, thậm chí là về tính cách tập thì hai bạn còn hợp với nhau. Qua luôn cái kia, qua luôn cái vụ mà bài sát bị mất 10 tháng. Đó. Cái 10 tháng là lấy nhau đúng không? 10 tháng đi nhau đó. Là lấy nhau này được cũng 3 năm mà. Dạ. Dạ. Rồi tính xấu là ngoài ra. Cho anh trước đó. Hai người tấn công một người trước. Hai người tấn công một người trước. Chấp thì chưa. Dạ rồi. Ảnh thì sao ha? Chỉ có một cái là hay quên thôi. Hay quên nên là tự nhiên nhiều lúc làm em cũng rất là bực mình. Ví dụ như là mình đã dặn công việc hoặc là mình đã dặn làm cái gì đó rồi, thì ví dụ như ba điều nhớ một điều hoặc là nhớ một điều cũng không trúng luôn. Ví dụ như đơn giản vậy, anh kêu là đi chợ, đi xuống dưới mua cho mình bịch đá để mà mình ướp đồ ăn làm mà sống á, đồ ăn sống là phải có đá cho nó tươi. Mua bịch đá, còn nếu mà thấy nước cốt dừa thì mua cho em luôn. Đi xuống một hồi xong đi lên cầm mỗi chai nước cốt dừa là cái phụ, còn cái chính quên mất tiêu rồi. Còn không hoặc là kêu mình đi làm cái gì đó thì đi ra được tới thang máy, bấm thang máy xong anh ngược vô hỏi ủa em dặn anh cái gì ha. Đó. Vậy á. Dạ công việc thì khác là kỹ hơn. Nhưng mà còn nhà thì vậy đó. Dạ em đoạn lắm. Dạ cho tính em rất là đoạn. Hay quên đó là thực ra là chắc không để tâm. Dạ. Vô tâm chứ còn cũng phải là hay quên đâu. Hay vô tâm chứ còn nếu hay quên là quên trong công việc luôn. Dạ. Cho nên là mình sẽ xếp cái đó vô là vô tâm đúng không? Vô tâm vô tư quá. Mình không nhớ lời vợ dạ. Dạ. Rồi gì nữa nè. À cái nữa hả trời, cái chuyện này mà kể lên thì bôi xấu mặt chồng lắm. Nhưng mà mà em nghĩ là cái này chắc là cũng nhiều bạn trai cũng hay gặp, nhiều cũng chồng cũng hay gặp. Em biết chuẩn bị nói cái gì rồi đó. Trời ơi, chồng em là chuyên gia là có một cái trò tiêu khiển hàng ngày mà em cảm thấy nó là một cái tật xấu, nhưng mà chồng em rất khoái chí, đó là chuyên gia đánh đấm trước mặt em. Không chỉ là mấy ông chồng, mấy bà vợ cũng có đây. Vậy hả? Người thì cũng có 8 ông mấy trăm câu chuyện rồi mà nào cũng phải dính vô đây. Dính là cái thú vui của cặp vợ chồng để càng yêu nhau hơn. Dạ. Trời ơi. Quả ra cái gì đó. Vợ chồng yêu nhau. Canh me làm sao đi ra ngoài không bao giờ vậy hết, tới cái gặp đó mình là dạ dồn nén sao. Em cũng muốn trả thù lắm chứ. Có lần em cũng ráng em trả thù, bởi vì mình đâu có phải là khả năng sản xuất vô biên như ổng đâu. Mình cũng ráng lắm luôn. Mình vừa trả thù xong, thay vì là cảm giác tức giận thì ổng cười hả 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 mà mặt rất là điêu và rất là đểu luôn á. Dạ. Xong rồi. Tại vì từ nay coi như là có mùa này mùa kia. Dạ không phải hả hả. Kêu là không biết tự lượng sức mình. Rồi sau đó là em chịu trận luôn. Trời ơi. Lần sau là không bao giờ dám trả thù ổng nữa luôn á. Là sao? Còn gì nữa không? Dạ chủ yếu là cái mấy gái thì chắc mấy gái không bằng em hả? Dạ. Đó bây giờ còn tật xấu gì nữa không? Tật xấu thì nói về cái hay quên thì cũng có một cái kỷ niệm chắc là làm em rất là giận á, kiểu như cái những cái kia là những chuyện vui thôi, nhưng mà cũng có một cái kỷ niệm buồn. Đó là cái lúc mà hồi mà mới cưới á, thì mình mới về nhà chồng cái Tết đầu tiên mà có những cái gì thì mình cũng muốn là chu đáo, nên là mình đã dành ra một khoản tiền, xong rồi mình nói với ông xã mình, dặn ổng là anh gửi tiền cho mẹ lo Tết á, chợ búa gì đó, đưa khoản cho mẹ, cho khoản cho ba chồng rồi. Mình dặn ổng đã rồi, xong cái ổng quên mất tiêu. Tới Tết luôn, mấy mùng luôn ổng cũng không có đưa luôn. Ổng quên hẳn hoi luôn. Đến khi chắc là có một lần nào đó mẹ chồng chở đi thì cũng có nói, kiểu như bình thường mọi năm là ảnh vẫn hay gửi về, nhưng mà sao năm nay có vợ cái tự nhiên sao chắc không thấy hay sao. Không biết là có hai mẹ con nói chuyện gì. Thế là ổng về ổng lại hỏi em ngược lại là
ủa em sao em chưa gửi cho mẹ, chưa gửi cho ba mẹ, trời ơi em hoảng hồn luôn. Mà xong đó cái anh lỡ quên rồi, ủa mà em đưa anh rồi hả, anh quên rồi. Thôi lỡ quên rồi mà anh cũng lỡ nói mẹ là chắc Thủy nó quên, nên thôi giờ em đi ra em xin lỗi mẹ, em nói con quên. Trời ơi mình cảm thấy là rất là kỳ cục luôn, bởi vì nếu mà ảnh đã là người quên thôi thì ảnh sẽ là người rất là dễ, dạ đúng rồi, ảnh dễ nói hơn thì đỡ xích mích hơn, chứ đây tự nhiên lại mình đi ra thú tội vậy, chẳng khác gì là vì mẹ chồng nói vậy với chồng mình, nên là bây giờ chồng mình nói lại với mình mới đó là dạ. Tật xấu thiệt. Dạ. Những sự quên nguy hiểm đó. À, đó là cái sự việc mà chắc là bực nhất, bởi vì lúc đó mình rất là mới cưới về. Sau đó thì mẹ hiểu đúng không? Sau đó thì ảnh giải quyết với mẹ. Nói chung là ảnh cũng tự biết. Và ảnh nói xong rồi ảnh hồn nhiên lắm, ảnh đi ngủ thôi, ngủ đã đời, còn mình thì cũng như rất là thao thức mà còn khóc nữa, bởi vì rất là ấm ức luôn á. Đó là cái kỷ niệm mà chắc là nhớ nhất về cái việc hay quên của anh. Cái này sợ chắc mong muốn không nổi quá, bởi vì đi, dạ. Không đánh đấm được hả? Cái này thì chắc là phải nói là để ý hơn, tới từng cái nhiều chuyện. Thì ví dụ như là có những chuyện nó sẽ ảnh hưởng tới cái cuộc sống của mình, nó cũng không hay lắm. Mình tế nhị hơn. Thì ví dụ như là mình để ý, mình đừng có quên mình. Tức là phải để ý, để tâm. Dạ, yeah, dạ đúng rồi. Tất cả mọi chuyện xung quanh. Đó, vậy đó giống như là ăn cho mọi người chung hướng á. Dạ. Đúng không? Dạ. Yeah. Bây giờ tới Trường Giang nè. Sao? Có đi. Hồi nãy mé mé cái vụ mê gái là sao? Mê gái hơn em. Dạ, yeah. Tức là nếu như mà có một cái thống kê về cái số lần mà lên internet mà có mở hình gái đẹp ra ngắm á, thì là cái cô này là thắng áp đảo. Dạ, yeah. Tại vì suốt ngày là lên mạng ngắm, nhưng mà ngắm xong là phải kêu em qua, anh coi nè cái cô này đẹp chưa, xích xoa đẹp chưa, xong cái em thì lúc đó em đang làm một cái việc khác, em cũng phải ráng em đi qua, cũng đẹp ha, được á, xong cái mình quay lại mình làm tiếp cái việc của mình, anh nhưng mà anh không thấy hả, đẹp nè, thấy rồi, mình lại làm tiếp, cái giống như là trách vậy á, tổn thương, nghe gái đẹp không chịu nhìn. Mà lúc đó mình đang làm việc đó, nhưng mà tức là trong cái lúc đó các bạn đâu, cái sự mê gái nó dâng cao lên mà kinh khủng luôn. Còn nhiều khi đi ra ngoài đường á là ngắm gái phải rủ, quy định vậy. Ví dụ đi trên đường gặp một cô gái đẹp, anh nhìn thấy phải chỉ cho em. Ngắm mình không được. Lạ vậy đó. Cô ấy ngắm về cái đẹp cái style á. Em cũng không biết ngắm kiểu gì. Nhiều đó, nhiều thứ đẹp lắm. Ngồi lắm chị đó, ngay trong một căn tạp chí thời trang là chị không bao giờ nhìn trai. Rồi đó, thấy chưa? Đâu phải mình ép. Mở mấy bên con gái không? Yeah. Hoặc là trên mạng á, trên mình coi YouTube hoặc là coi Facebook á, là ví dụ như là các mỹ nhân của thời ngày trước của TVB và bây giờ là con mỹ nhân thôi, còn ảnh đế, nam đế gì là lướt hết. Bà. Vậy hả? Bà đúng rồi. Thích cái đẹp của phụ nữ. Dạ, trời nhìn cái đẹp đó mình cũng mê nữa. Mình nói trời mình mê dày mà sao mấy ông không mê cho được. Đó. Rồi, còn gì nè. Dạ, một cái. Ủa nhưng mà ngắm gái đó đâu phải tật xấu đâu. Dạ, ngắm gái là tốt hơn. Mê hơn là mê chồng, đúng không? Dạ. Là bắt chồng phải mê theo. Đúng dạ không? Đúng rồi. Hình đó. Con gái nhiều hơn hình dạ. Là bắt chồng phải mê theo. Đó. Mê gái mà còn bao cấp nữa, tức là mình không có mê bằng cái là phải bắt phải mê theo. À, kỳ vậy đó. Dạ. Bắt bớ chồng phải mê theo. Bây giờ tặng cho cái đó cô vô chuyên mục xấu, nhưng mà có thể là sẽ bỏ đi bởi vì cái đó nó đáng yêu mà. Dạ. Một cái tật xấu nữa là buổi sáng dậy là mở mắt ra là lo công việc trước, nằm trên giường cầm điện thoại, tại vì từ ngày mà tụi em kinh doanh online thì cái công việc nó liên tục ở trên mạng mà, rồi có những khách hàng cũng như là những cái đại lý của tụi em ở bên Mỹ nữa, ở bên Canada nữa, họ cái giờ của họ ngược với mình, cho nên sáng thức dậy là sẽ có rất là nhiều việc phát sinh. Nhưng mà em thì là em thức dậy là em dậy luôn, em để hẳn cái điện thoại ở ngoài phòng khách á, nó báo thức reo reo là em phải đi ra phòng khách em mới tắt được, chứ em không có nằm trên giường rồi lướt. Nhưng mà vợ em thì trong tầm tay lấy cái điện thoại là lướt lo công việc luôn, sáng dậy là trả lời tin nhắn rồi này kia nọ giải quyết công việc. Thì có khi là cái khâu mà nằm đó là tiếng mấy, 2 tiếng đồng hồ mới dậy ăn sáng, thì em có nói hoài luôn, nói là sáng dậy là phải đi ra lo ăn sáng trước. Nhưng mà vợ em thì kiểu như là rất là ham mê công việc. Dạ, thành ra là nhiều khi mình cũng đói lắm chứ. Mà cái người đàn ông thì em thấy để ý là buổi sáng đói cảm giác rất là cồn cào. Nhưng mà chờ bà xã ra rồi nấu cái gì đó ăn, hoặc là hai đứa đi ăn ngoài chẳng hạn, thì rất là đói. Mà
em cũng biết là khi mà mình đang tham công tiếc việc như vậy, cái thời gian nó trôi qua mình không ý thức được, thì có thể nhiều khi em nhắc thì bạn nói mới có một chút xíu mà, nhưng mà thật ra là nửa tiếng rồi hơn nữa đấy. Thì đó là một trong những cái mà bạn chưa hài lòng đúng không? Dạ chưa hài lòng. Cái đó tật xấu đó. Rồi có một cái tật xấu nữa thôi lỡ được kể luôn. Đó là hay phê bình những cái mà mình còn dở hơn. Phê bình người khác hả? Dạ, phê bình những cái mà thí dụ như mình cũng có, ví dụ như là hai đứa đi ra mà hên cái là bả xong trước đi, bả xong trước cái bả ngồi rề, sao mà anh rề ghê luôn á, mình đi lấy cái này cái kia nọ. Dạ, nhưng mà thí dụ như những lần mà em xong rồi cái em ngồi 20 phút sau vẫn còn đang làm cái gì đó, đi, dạ đi tới, dạ cũng không có giận, nói chung là khó chọc bạn là giận lắm, dạ cũng khó giận được, dạ nhờ cái đó, nhưng mà đôi khi mình cũng bức xúc chứ. Dạ, ví dụ mình đã đang cố gắng hết sức rồi và những cái mà mình chậm trễ là vì hai đứa cần những cái đó mình phải lấy mình đem theo. Tới đó, tới nơi rồi, anh có đem cục sạc không? Có nè, có đem dây sạc không? Có nè, có đem chai nước không? Có nè, kem chống nắng có không? Cũng em lấy, nhưng mà cái lúc mà em đang trễ vì đi gom những cái đó đó, càng ngăn. Còn sao á? Đó là rồi, bao nhiêu đủ rồi. Dạ. Em mong Thủy thay đổi cái thứ nhất là quan tâm tới sức khỏe của mình hơn, giống như là buổi sáng dậy thì từ từ, công việc từ từ, có thể là mình dậy sớm hơn chút xíu cũng được, để ăn sáng đúng giờ rồi mình vẫn giải quyết được những công việc đó. Cái thứ hai là Thủy là người rất là tình cảm, rất là quan tâm mọi người, để ý mọi người từng chút hơn cả em, hơn em rất là nhiều. Ví dụ như là đi gặp một người bạn về, xong cái Thủy nói là cái bạn đó như thế này, như thế kia, như thế nọ, và phân tích được cái những cái khó khăn của bạn đó, rồi mình có giúp được không, như thế nào, thì Thủy rất là sâu sắc, nhưng thể hiện cái điều đó ra thì rất là dở. Nên là mọi người gặp Thủy có thể thấy là Thủy không phải là một người quá dễ gần, quá cởi mở. Nếu mà nói là một Thủy ân cần, một Thủy chu đáo thì sẽ không có, không ai cảm nhận được điều đó cả. Nhưng đằng sau đó, khi mà cái cuộc gặp đó kết thúc rồi, sau lưng đó thì là Thủy để ý rất là chi tiết, rất là sâu sắc luôn. Ấy thì nếu mà cải thiện được cái điều đó thì sẽ tuyệt vời hơn trong các mối quan hệ. Nhưng đây thì tất cả những bạn bè của Thủy sau khi xem cái số này thì các bạn nhớ giùm nha, tức là Thủy sẽ không biểu hiện tất cả điều đó ra ngoài, nhưng mà khi về lúc nào Thủy quan tâm các bạn. Do đó là chúng ta nhớ rằng chúng ta đang có một người bạn rất là đáng yêu, đó là cô Thủy, cô Thanh Thủy. Rồi. Vợ của anh Trường Giang. Rồi, thật ra là các bạn đang kể rất là nhiều những câu chuyện mà thật sự tôi rất là ấn tượng với câu chuyện mà cái tình yêu của các bạn bắt đầu từ một cái thuở mà gần như là quá nhỏ bé như thế đó. Nãy gọi là từ cái thời mà ấu thơ, ấu trĩ, ấu trùng đó, và các bạn đã có được một cái chặng đường đó, một từ tình bạn mà chuyển hướng vào một tình yêu, và bây giờ là các bạn đang tận hưởng một cái niềm hạnh phúc quá tuyệt vời, và sắp tới đây sẽ chào đón một thiên thần xuất hiện trong gia đình chúng ta nghe. Xin chúc cho hai bạn luôn luôn khoan đã nè, bây giờ khoan, trước khi em chúc là chị phải dặn dò hai bạn này chút xíu, tức là Thủy là đang chuẩn bị khai hoa nở nghị tháng mấy là em sanh? Tháng 5 hả? Vậy là con đầu trâu đuôi cọp phải không? Đâu, là cọp luôn. Cọp luôn. Đâu, tức là phải em có bầu từ năm đúng rồi. Là... Nhưng mà vẫn tính là năm cọp luôn chứ. Nó thì là mới là đuôi cọp, có nghĩa là đuôi cọp là một cái con mà nửa cọp nửa trâu đó. Bé trai đúng không? Bé trai cũng may cháu chị cũng bé trai đó. Thành ra là năm cọp mà con trai là ok lắm. Tốt. Luôn á, giỏi lắm á. Thì phía sau bạn này là bạn sắp sửa khai hoa nở nghị á. Thì từ đến lúc bạn xanh á, là tấm tình bạn á, thì có thể là bạn sẽ có những cái đột biến về tính tình mà em không có lường trước được đâu. Nhưng mà cái đó không phải do bản tính đâu, mà cái đó là do cái thai kỳ đó nha. Thì em phải chú ý nha, em phải đừng có gọi là bắt nạt cái đó. Nếu em phải thông cảm, từ đây đến lúc mà bạn xanh xong, bạn được coi như em bé được một năm á, là lúc đó bạn mới trở lại là cô Thanh Thủy như xưa của em đó. Em nhớ nha, đừng có để bạn bị tủi thân, hay là bạn buồn rồi bạn tủi thân bạn khóc này kia, tội nghiệp lắm. Em thấy nó buồn nghe không? Rồi. Rồi xin chúc cho hai đứa luôn hạnh phúc như thế này nha. Rồi xin chào hai bạn.